các cô cũng khỏe thật. Cho ăn. Mẹ Mai vừa cho em Diêu ăn xong và ngày hôm nay thì hai mẹ con sẽ ra viện. Trước tiên thì sẽ phải làm thủ tục ra viện này. Thì sau đó hai mẹ con sẽ có người nhà để hỗ trợ cho mình trong cái việc mà thanh toán cũng như là có giấy ra viện cho hai mẹ con và các cái thông tin để mà em bé sẽ làm giấy khai sinh cho bé sau này. Cộng với là mẹ Mai và em thì sẽ được các bác sĩ siêu âm thăm khám cho cả hai mẹ con. Và bác sĩ Nhi thì đã kiểm tra cho em Diêu rồi, em Diêu rất là khỏe mạnh, rốn cũng khô. Và mẹ Mai thì như các mẹ thấy, hai mẹ con đều rất là tươi đúng không ạ? 8 ngày ở viện thực sự là qua đi rất là nhanh và sức khỏe của hai mẹ con thì đã hoàn toàn bình phục. Nhưng mà các bác sĩ thì cũng có dặn dò là sau 1 tháng thì hai mẹ con sẽ quay trở lại bệnh viện để thăm khám cũng như là kiểm tra. Chị Diêu thì chị thấy là cái bồn tử cung của bạn nó đã sạch sẽ rồi. Càng tích cực cho con bú thì cái dạ dày của bạn nó sẽ ra nhanh mà nó sẽ hết sớm. Bên trong lẫn bên ngoài con các lớp thì chị thấy chưa có vấn đề gì đặc biệt cả. Ưu tiên là trong 6 tháng đầu em sẽ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ nhé. Và càng cho con bú thì tử cung nó sẽ càng to nhanh, sẽ lấy lại dáng hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Và không cần phải can thiệp gì về cái chỉ số tăng đông máu đấy nữa, không phải tiêm thuốc, cận nhỏ cũng không phải khám lại nữa đâu nhé. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai ạ. Đây là đơn thuốc của mình nhé. Bác sĩ phát cho mình để mình mua thuốc uống theo đơn bắt đầu từ ngày mai ạ. Còn đây là một chút quà của bệnh viện tặng hai mẹ con, chúc hai mẹ con về mình khỏe. Cảm ơn chị. Mẹ nào cũng được nhận một món quà như thế này, mẹ Mai thấy là dòng chữ này rất là yêu thương này, trao nhận niềm tin khơi thêm nguồn hạnh phúc. Chúc các mẹ sẽ trao nhận niềm tin và khơi thêm nguồn hạnh phúc khi mà đến thăm khám cũng như là sinh con tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Cô dùng đừng bỏ tay ra nhé. Con này cũng 10 luôn. Ra đời 10 luôn. Bà là 36 về, bà nồi đó. Tất cả hai cả ông, bà hai cả ông. Đây cả ông, nồi mà. Thế là ra viện thì em. Bye-bye.